À hả? Xin chào các bạn. Hôm nay ăn Christmas ăn lẩu nhà chị Sương nha. Đây Cúc nè, Thu nè, Diệp nè. Hello. Amen. Merry Christmas, thank you hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị tới nhà làm phiền. Đúng rồi, ăn mới ăn lại chứ. Rồi, đây có cá nè. Rồi tôm mực nè, rau củ quả nè. Đó. Có nhiều sợ nhiều nha. Mấy người đó, hôm nay giờ lạnh ăn lẩu nữa đã đó. Rồi. Thằng bé đâu rồi? Okay. Thôi bây giờ mình chị mình ăn ha. Đúng, con chó đi rồi. Nó chờ nãy giờ được rồi. It's ok. Approve. Ăn rồi. Yeah. Ăn rồi. Ok. Con thích không? You like it? Whoa. What's that? You like it? Okay. You want to?